kế tiếp nữa. Là pH và hệ thống đệm của máu nha. Như vậy thì các em đã học ở bài thăng bằng kiềm tan rồi, đúng chưa? Thì mình thấy là cái hẹn là từ 7,35 đến 7,45. Dưới 7,35 thì mới gọi là toan hóa máu, còn trên 7,45 mới gọi là kiềm hóa. Tuy nhiên chỗ này thì chỉ có cung cấp cho, thì đây là hằng số sinh học ở người bình thường, có nghĩa là bắt hết 100 người bình thường ra làm, lưu ý nha, đây là hằng số sinh học. Còn đâu ở trên xét nghiệm khí máu động mạch thì thường một bệnh nhân đứng trước một cái rối loạn kiềm toan thì sẽ ở bệnh nhân thì nó sẽ rộng hơn một chút. Và trong này thì lưu ý dùm, để giữ cho hệ thống thăng bằng kiềm toan được tốt, được điều hòa, được pH ổn định, thì để giữ cho thăng bằng kiềm toan được ổn định ấy, thì cần một loạt các hệ thống, người ta gọi là hệ thống đệm nha, rồi là hệ thống đệm của máu. Thì hệ thống đệm này á, sự thăng bằng kiềm toan này phụ thuộc vào hoạt động của các hệ thống đệm. Và lưu ý dùm, nếu tính tổng hệ đệm trong cơ thể là 100% thì mình sẽ có bốn hệ thống đệm chủ yếu nha. Và hệ thống đệm mà chiếm tỷ lệ nhiều nhất, lưu ý chỉ xét về số lượng tỷ lệ thôi nha, chứ không xét về không có xét về những cái hoạt động nha, chỉ xét về tỷ lệ trước, thì hệ hemoglobin sẽ chiếm tỷ lệ nhiều nhất là khoảng 82% nha. Còn lại thì các hệ điểm khác tương ứng với những cái tỷ lệ phần trăm tương ứng thì các em tự học ha. Thì nếu như đấy là quá trình đệm trong hồng cầu thì đương nhiên hệ đệm hemoglobin sẽ chiếm vai trò quan trọng nhất. Còn nếu như đấy là quá hiệu quả nhất và nhanh nhất nha. Cho nên là trong điều hòa kiềm toan, trong hoạt động hệ thống đệm mình lưu ý điều đấy. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái nội dung nữa, đó là về thành phần của máu ha. Thì mình như mình nói rồi, mình sẽ nói chi tiết về huyết cầu và huyết tương ấy. Thì huyết cầu sẽ bao gồm 3 loại tế bào máu, đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Đặc điểm của từng loại này thì mình cũng sẽ nắm. Thứ nhất, hồng cầu có 70% là nước, phần còn lại sẽ là chất khô. Và những chất khô này thì chúng nói là trong 100 ml máu ở người bình thường sẽ có khoảng 15 gram hemoglobin. Và chỉ số này mình sẽ bắt gặp ở xét nghiệm nào ạ? Mình sẽ có xét nghiệm và mình thấy chỉ số này. Đúng rồi, trong xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu. Và dựa vào cái chỉ số hemoglobin này, người ta có thể chẩn đoán được bệnh nhân có thiếu máu hay không, cũng như là phân độ của mức độ thiếu máu. Nè. Một đó chứa các kháng nguyên quyết định nhóm máu, và chính nhờ những kháng nguyên này mà mình mới làm được cái xét nghiệm là gì, xác định nhóm máu.
ABO hoặc Redis là thường nhất, đúng không? Hai hệ thống đó thường làm nhất. Đặc điểm thứ ba, cao gấp 20 đến 30 lần trong phí tu. Vì vậy mà khi mấy em thi đi bệnh viện á, mình học cái học phần thực tập điều dưỡng ấy, thì mình lấy máu bị tắc lấy máu lại nha. Lý do là nằm ở đây, được chưa? Kali trong tế bào hồng cầu rất cao, và khi đó xét nghiệm mà bệnh phẩm tái huyết thì nó sẽ cao rất nhiều, và điều đó không phản ánh được tình trạng bệnh lý của bệnh nhân và sẽ dẫn đến quyết định sai lầm của lâm sàng. Cho nên là phải lấy máu lại để tránh được sai số trước xét nghiệm nha. Bạch cầu và tiểu cầu thì nó cũng có những cái đặc điểm cơ bản tương ứng, thì mình cũng xem thêm trong bài cũng tương đối dễ nha. Rồi về thành phần của huyết tương thì mình sẽ đi vào từng từng nhóm chất ha. Thứ nhất á là thành phần các chất khí. Thì các chất khí ở đây mình lưu ý hai cái thành phần khí ở trong máu, đó là oxy và CO2. Bình thường trong 100 ml máu động mạch sẽ có khoảng 10 đến 20 ml oxy. Và cái dạng tồn tại của oxy trong đây mình cũng cần phải nắm. Nó có dạng hòa tan và dạng kết hợp với hemoglobin. Dạng kết hợp với hemoglobin này á chính là cái dạng mà hemoglobin mang oxy đến cung cấp cho mô nhé, cũng nhất định ở trong máu động mạch. Và xét về các dạng tồn tại thì nó có đến tận 3 dạng tồn tại nha. Khác hơn so với oxy là nó có thêm dạng bicarbonate. Thể tồn tại được cái dạng này mà cái hemoglobin mới thực hiện được chức năng đệm nha. Rồi đó là về thành phần khí. Bây giờ mình sang thành phần các chất vô cơ. Thì trong tài liệu mình có một cái bảng nha. Thì nhìn vào cái bảng này thì mình cũng rất dễ dàng để nhận biết được natri là ion chính của dịch ngoại bào. Đấy, mình thấy rõ ràng sự chênh lệch rất là lớn nha. Kali là ion chính của dịch nội bào. Clo thì thường sẽ đi cùng với natri nha. Tương tự như vậy là ion nội bào, đâu là ion ngoại bào. Về thành phần các chất hữu cơ thì các chất hữu cơ ở trong máu ấy nó sẽ được định lượng và được thể hiện thông qua các cái đại lượng, ví dụ mình thấy trên phiếu xét nghiệm bao nhiêu miligam chất đó trong 100 ml máu nha, hoặc là miligam phần nghìn nó tương đương với miligam trên lít đấy nha. Hoặc là người ta chuyển đổi sang cái hệ thống đo lường quốc tế, đó là milimol trên lít hoặc là micromol trên lít, thì mình cũng thường thấy như vậy nha. Rồi cho nên mình nhìn thì mình cũng không có bỡ ngỡ nha, tùy người ta cung cấp cái đơn vị nào thì giá trị tham chiếu nó sẽ tương ứng như vậy thôi. Chỉ khi nào mà mình tham khảo các cái guideline với những khác là lúc đó mình phải chuyển đổi đơn vị, được chưa? Rồi thì cái hữu cơ đầu tiên đó là protein, thì bình thường là 60 đến 80 gram trên lít. Và nếu như bằng xét nghiệm định lượng protein bằng phương pháp sinh hóa thì mình sẽ định lượng được protein toàn phần, mình sẽ định lượng được albumin trong máu. Tuy nhiên mình sẽ không định lượng được các thành phần khác của protein, ví dụ như là bốn loại khác của globulin hoặc là các cái haptoglobulin vân vân nha. Vì vậy mà sẽ có cái xét nghiệm gọi là điện di protein huyết thanh sẽ giúp mình biết được từng thành phần trong đó nha. Như vậy thì ở đây á, một lần nữa mình sẽ nhìn qua cái giản đồ điện di protein bình thường nha.
Thì chủ yếu là albumin và bốn loại khác nhau của globulin. Đây là ở người bình thường nha. Và cái sóng điện di nó sẽ xuất hiện giống như trên hình các em nhìn thấy. Thì ra albumin sẽ chiếm gần 60%, còn lại là các thành phần khác của globulin nha. Vì vậy mà một số tài liệu thì người ta bảo là bình thường AnGen-G là 1,5 đến 2. Đó là AnGen-G, ở đây là albumin chia globulin. À. Còn những cái chỉ số khác thì nó sẽ trông rất là thấp, cho nên là nó không thể hiện được trên các sóng điện di. Nhưng mà nếu có bệnh lý thì nó sẽ xuất hiện được. Ví dụ như cái haptoglobulin chẳng hạn. Thì trong các cái nghiên cứu về COVID-19 ở những cái bệnh nhân mà bị rối loạn chuyển hóa do nhiễm siêu vi á, nhiễm virus corona, nhiễm corona virus á, thì cũng sẽ xuất hiện haptoglobin. Nhưng tất cả cũng còn đang trong quá trình nghiên cứu thôi. Rồi đây là những cái giảm đồ điện di protein trong những trường hợp bệnh lý khác nhau. Ở giảm đồ số 2 thì nhìn vào thì các em sẽ thấy là bất thường. Bất thường ở chỗ nào ạ? À? Ở chỗ alpha 1 globulin. Nha, bệnh nhân bị thiếu enzyme alpha 1 antitrypsin cho nên không tổng hợp được cái chuỗi alpha 1 này. Bệnh này cũng không thường gặp lắm nha. Trường hợp này thường gặp hơn trên lâm sàng. Dạng đồ số 3, albumin giảm, globulin thì tăng. Tăng cả ba loại globulin cho nên dẫn đến tỷ số E trên G trong trường hợp này sẽ bị giảm. Đúng chưa? Và đây là dạng đồ điện di điển hình của những bệnh nhân viêm cấp tính và những trường hợp viêm cấp tính. Dạng đồ số 4. Albumin giảm, globulin thì tăng. Tăng cả bốn loại globulin. Nha. Và đặc biệt là beta globulin tăng rất cao, gây mất phân biệt đỉnh beta gamma. Người ta còn gọi ở đây là dấu hiệu block beta gamma. Trong các bệnh thì lưu ý dùng những cái thuật ngữ đó nha, và đấy là chính là hình ảnh của nó. Về lipid thì lipid toàn phần trong huyết thanh bình thường sẽ là 4 đến 7 gram trên lít. Tuy nhiên, ngày nay người ta không có dựa vào một người, không dựa vào đây để đánh giá là người này có nguy cơ là bệnh lý tim mạch hay không, mà bây giờ người ta sẽ dựa vào việc gì ạ? À, xét nghiệm bi lăng lipid, đúng không? Xét nghiệm cả bốn loại khác nhau mà gọi là xét nghiệm bộ mỡ đó nha. Thì xét nghiệm này thì lúc mà học thực tập mình cũng đã có làm rồi đấy. Cho nên là mình gặp lại thì mình cũng phải biết nhận định đâu là xét nghiệm bộ mỡ để có ý nghĩa cho chẩn đoán nha. Rồi một thành phần khác đó là glucose. Thì mình cũng đã học rồi. Glucose ở trong cơ thể người thì sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất do trong lòng, dạng dưỡng thì có ở cơ và ở gan. Rồi vai trò của glycogen ở mỗi nơi là khác nhau như thế nào, thì cái bài chuyển hóa lipid mình đã học rồi, cũng như bài hóa sinh gan nhá, cũng có nhắc lại. Thì ở đây nhắc lại cho mấy em qua, đó là kiến thức tổng hợp nhé. Rồi ngoài ra thì ngoài những cái mình vừa nói thì những cái phân tử đó ấy, thì trong máu sẽ còn có các nhóm. Nhóm thứ nhất á, là các enzyme ngoại tiết, có nghĩa là được tiết ra và bài tiết vào trong máu. Ví dụ như là phosphatide kiềm do gan tiết ra, hoặc là phosphatide acid do tuyến tiền liệt tiết ra, hoặc là amylase hoặc lipase của tuyến tụy ngoại tiết chẳng hạn nha. Yeah.